Xin kính chào các bạn khán giả thân yêu của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn thắc mắc rằng khoảng cách lớn nhất giữa một người thành công và kẻ thất bại là gì hay chưa? Đó có phải là chỉ số thông minh IQ được đề cập đến trong nhiều bài kiểm tra trắc nghiệm nổi tiếng trên thế giới, hay là chỉ số EQ đo lường cảm xúc của con người? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ đấy. Nhưng sự thực thì cả hai yếu tố này đều không phải là yếu tố quyết định đối với sự thành bại của chúng ta đâu. Các bạn biết không, tự cổ chí kim, những kẻ thất bại hầu hết đều bị giới hạn trong những suy nghĩ cứng nhắc và bảo thủ, còn những người thành công lại tiếp thu được vô vàn tinh hoa về mặt tư duy. Trên con đường thành công, thứ mà chúng ta cần nhất nhưng cũng là thiếu nhất không phải là cơ hội hay vận may, cũng không phải là sự cố gắng nỗ lực miệt mài. Vậy đó là gì các bạn nhỉ? Bạn có tò mò muốn biết điều gì đã tạo nên khoảng cách vô cùng to lớn giữa những người giàu và những người nghèo hay không? Đó chính là mô thức tư duy đấy các bạn ạ. Vì sao mô thức tư duy lại là yếu tố quyết định 90% sự thành công và giàu có của chúng ta? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Bạn thân mến, nếu như bạn đã cố gắng cả ngàn lần mà vẫn chưa chạm tay được tới thành công, thì thứ mà bạn đang thiếu chính là mô thức tư duy đúng đắn. Mỗi một người đều dựa vào sự hiểu biết và kinh nghiệm từng trải để cấu thành nên mô thức tư duy của mình, sau đó lại dùng mô thức tư duy này để đi hiểu thế giới. Vì mô thức tư duy khác nhau nên dù là cùng một việc, nhưng nếu không cùng một người làm, hiệu quả vẫn sẽ khác nhau. Có người tầng mô thức tư duy khá thấp, chỉ có thể bị những hiện tượng trước mắt che mờ, không nhìn ra được thế giới thực tế bên ngoài. Có người tinh khôn hơn một chút, nhưng thứ họ nhìn thấy lại là sự lộn xộn của thế giới. Chỉ có một số ít người có thể nhìn và cảm nhận được sự tươi đẹp và rộng lớn của thế giới. Một nhà tâm lý học từng làm một trắc nghiệm như thế này. Ông hỏi một người thành công, bí quyết thành công của bạn là gì? Người thành công nghĩ một lúc rồi nói, vì cha từ nhỏ đã không xem trọng tôi nên tôi phải nỗ lực để chứng minh cho ông ấy biết tôi tài giỏi ra sao. Cùng một câu hỏi, nhà tâm lý đi hỏi người ăn mày đáp, tôi từ nhỏ đã bị cha xem thường nên trở nên tự ti, không dám làm gì, vì vậy mà đến giờ này vẫn không có gì trong tay. Cùng một câu hỏi, cùng một nguyên nhân nhưng lại tạo ra hai cuộc đời khác nhau, vấn đề nằm ở đâu? Đối mặt với vấn đề, thậm chí là cùng một vấn đề, mô thức tư duy, suy nghĩ khác nhau sẽ tạo ra hai kết quả khác nhau. Rất nhiều khi, sử dụng mô thức tư duy đúng đắn còn quan trọng hơn cả nỗ lực. Không có một mô thức tư duy đúng đắn, dù bạn có nhiều tri thức tích lũy tới đâu cũng chỉ là sự lặp lại của hiệu suất thấp mà thôi. Vậy thì thế nào là mô thức tư duy? Bạn thân mến, Charlie Munger đã từng nói, mô thức tư duy sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn hoặc một cái khung tư duy. Điều này xác định quan điểm của bạn trong việc quan sát mọi thứ và nhìn nhận thế giới. Mô thức tư duy cấp cao nhất có thể tăng khả năng thành công và giúp bạn tránh thất bại. Nói một cách đơn giản thì mô thức tư duy chính là một hộp công cụ giúp bạn đưa ra quyết định và suy nghĩ vấn đề. Về tầm quan trọng của mô thức tư duy, Charlie Munger đã từng nói một câu, muốn có được trí tuệ phổ quát, sở hữu 80-90 mô thức tư duy quan trọng có thể giúp bạn hoàn thành 90% công việc. Vì vậy, muốn sử dụng mô thức tư duy, bước cơ bản đầu tiên đó là bạn phải xác định xem đâu là mô thức tư duy quan trọng, rồi vận dụng nó đi hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề và dự đoán vấn đề. Chẳng hạn bạn phát hiện ra có những người ăn uống hay mua sắm, họ không hề mềm tay, nhưng nếu bảo đầu tư đi học thêm một cái gì đó mới, họ lại xót tiền. Vì sao? Giả sử bạn biết mô thức tư duy tài khoản tâm lý, ngay lập tức bạn sẽ hiểu ra rằng chúng ta sẽ bỏ tiền vào các tài khoản tâm lý khác nhau. Bởi vì tiền trong tâm lý của chúng ta không hề được lưu trữ một cách thống nhất. Chúng ta chia chúng ra làm nhiều tài khoản nhỏ như tài khoản cho chi tiêu bắt buộc trong cuộc sống, tài khoản mua quần áo, giày dép, tài khoản cho giáo dục con cái, tài khoản cho ăn chơi giải trí, vân vân. Mặc dù những tài khoản này đều thuộc quản lý của tài khoản lớn hơn của bạn, nhưng thực ra chúng tồn tại độc lập với nhau. Vì vậy, có người sẽ dành phần lớn chi tiêu cho tài khoản học tập và phát triển, có người lại dành phần lớn chi tiêu cho tài khoản mua đồ xa xỉ, vân vân. Ví dụ khác, bạn phát hiện ra rằng mặc dù có rất nhiều công ty muốn tạo ra một công cụ nhắn tin tức thời có thể vượt qua WeChat, nhưng tới nay vẫn chưa ai có thể vượt qua ứng dụng này. Ngược lại, WeChat càng phát triển càng lớn mạnh, hiện tại người dùng hoạt động hàng tháng đã đạt tới con số 1 tỷ. Vì sao? Nguyên nhân tiềm năng ở đây chính là mô thức tư duy hiệu ứng mạng. Mô thức tư duy hiệu ứng mạng ở đây muốn nói người dùng mạng không thể bỏ ứng dụng này bởi vì họ sẽ không thể làm được cái gì đó nếu không có ứng dụng này. Chẳng hạn, WeChat càng phát triển càng thịnh hành như vậy là vì người nhà, đồng nghiệp hay bạn bè của bạn đều dùng chúng. Vì vậy, chúng ta cũng phải dùng nó, tương tự như Facebook vậy. Việc nắm chắc những mô thức tư duy này, nó cũng giống như việc trong đầu bạn được cài đặt rất nhiều các app hữu ích khác nhau, gặp chuyện cần thiết cứ lôi ra dùng mà không phải tốn tâm tư suy nghĩ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 mô thức tư duy giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày.
Có một điều cần lưu ý, đó là mô thức tư duy có rất nhiều, giống như Charlie Munger nói. Bạn phải sở hữu tới 80-90 mô thức tư duy nếu muốn làm gì cũng thành công. Bài viết này không thể chia sẻ tất cả và tôi cũng không mong các bạn nắm chắc được tất cả. Ở đây, tôi muốn giới thiệu cho các bạn 3 mô thức tư duy cơ bản khá quan trọng sau. Thứ nhất, mô thức tư duy vòng tròn hoàng kim. Quy tắc vòng tròn hoàng kim do chuyên gia marketing Simon Sinek đưa ra. Cốt lõi của nó là khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì, hãy đặt câu hỏi từ trong ra ngoài thay vì đi từ ngoài vào trong như bóc vỏ hành. Thông qua câu hỏi tại sao để nắm rõ được bản chất và nguyên nhân của vấn đề. Thông qua câu hỏi làm thế nào để cấu thành nên hệ thống logic giải quyết vấn đề, tìm ra kênh giải quyết thiết thực nhất. Cuối cùng là câu hỏi làm gì để xây dựng hệ thống các bước giải quyết. Bất kể là làm việc gì, trước tiên hãy bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân và mục đích của sự việc, rồi sau đó hãy suy nghĩ về quá trình hành động và các bước làm cụ thể. Thứ hai, mô thức tư duy bắt đầu bằng kết thúc. Bạn thân mến, Stephen Covey trong cuốn 7 thói quen của người thành đạt đã đưa ra nguyên tắc bắt đầu bằng kết thúc. 1. Lấy kết quả cuối cùng làm mục tiêu. Trước khi hành động, hãy đặt ra những nội dung công việc cho mỗi bước đi đến kết quả. 2. Xem kết quả cuối cùng là tiêu chuẩn, trong khi hành động, kịp thời điều chỉnh phương pháp làm việc. Ông cho rằng bất cứ sự việc nào cũng cần phải trải qua 2 lần sáng tạo. Trước tiên là lần sáng tạo thông qua trí óc, tiếp theo là sáng tạo thông qua thực hiện hành động thực tế. Cũng chính là muốn nói, trong đầu phải có sẵn một cái kết thúc thì mới biết nên làm sao để bắt đầu. Chẳng hạn, khi xây dựng một tòa nhà, lần đầu tiên sáng tạo là thông qua đại não, đó là khi bạn lên ý tưởng bản vẽ. Rồi sau đó trong quá trình xây dựng sẽ có những thay đổi kịp thời cho phù hợp hơn với tác động ngoại cảnh bên ngoài, đó chính là lần sáng tạo thứ hai. Lần đầu tiên sáng tạo là kết thúc, lần thứ hai sáng tạo là bắt đầu, đây chính là bắt đầu bằng kết thúc. Đối với một cá nhân, kết thúc của một người chính là khi họ rời xa thế giới này. Bạn hy vọng người khác nhìn nhận bạn ra sao, tức là những suy nghĩ về tầm nhìn, bản sắc và giá trị mà bạn để lại. Đối với một tổ chức thì đó là 3 câu hỏi kinh điển của Drucker. Doanh nghiệp của chúng ta là gì? Doanh nghiệp của chúng ta sẽ là gì? Doanh nghiệp của chúng ta nên là gì? Thứ ba, hãy xem xét chiều xem xét thời gian. Xem xét thời gian nghĩa là nhìn nhận một quan điểm gì đó ở góc độ thời gian dài hạn hơn. Và điều này có thể cho ra một quan điểm hoàn toàn mới. Đơn giản mà nói thì việc mà bạn cho là quan trọng ở hiện tại, có lẽ nhiều năm sau bạn sẽ cảm thấy thực ra nó cũng không quan trọng như vậy nữa và bạn có cho mình một nhận thức hoàn toàn mới. Chẳng hạn như hiện tại, con người thường cho rằng tiền bạc và quyền lực là quan trọng nhất. Nhưng tới khi gần đất xa trời rồi, sẽ chẳng còn ai cho rằng hai thứ đó là quan trọng nữa. Việc nhìn nhận, xem xét vấn đề ở góc độ thời gian dài hơn có lợi cho việc nâng cao tầng tư duy của mỗi người. 3 mô thức tư duy được đề cập trong bài chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều mô thức tư duy đỉnh cao, nhưng nếu được sử dụng rộng rãi trong công việc và cuộc sống hàng ngày thông qua việc luyện tập và có chủ đích, chúng có thể giúp bạn đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Mục đích việc học của người lớn không phải là để có thêm thật nhiều thông tin, mà là để học các mô thức tư duy có ích hơn. Mong những mô thức tư duy này có thể giúp bạn thắp sáng con đường đổi mới của chính mình. Các bạn thân mến, khoảng gần một thế kỷ trước, nhà báo Napoleon Hill đã khám và ra chìa khóa để tạo dựng sự giàu có. Ông đã nghiên cứu hơn 500 triệu phú tự thân trong khoảng thời gian 20 năm, và nghiên cứu của ông được đúc kết trong một cuốn sách nổi tiếng nhất mọi thời đại, Suy nghĩ và làm giàu. Ông Hill cho rằng mọi thành tựu đạt được, bất kể là thế nào, đều phải bắt đầu với cảm xúc mãnh liệt, niềm khao khát cháy bỏng về một điều gì đó được xác định rõ ràng. Sau đó, Napoleon Hill đã tóm tắt 6 bước thực tế và rõ ràng để biến khao khát về sự giàu có thành sự thật. May mắn cho chúng ta vì những bước này không cần bạn phải lao động quá vất vả cực nhọc. Chỉ cần bạn hiểu rằng việc tích lũy tiền bạc không thể phó mặc cho cơ hội, số phận và vận may là đủ. Vậy chúng ta cần hành động như thế nào để nhanh chóng tiến gần hơn tới sự thành công và giàu có? Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay vì một tương lai tươi sáng hay chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu thực hiện ngay thôi. Bước thứ nhất, hãy đề ra mục tiêu giàu có rõ ràng. Bạn hãy đưa ra trong đầu bạn chính xác số tiền bạn mong muốn có được. Việc nói rằng tôi muốn có nhiều tiền là hoàn toàn chưa đủ, bạn phải xác định thật chính xác số tiền muốn có. Bước hành động. Bước thứ nhất để đạt được một điều gì đó là phải xác định được chính xác cái bạn theo đuổi. Hãy hình dung mục tiêu tiết kiệm với một nhãn giá cụ thể. Đó có thể là một ngôi nhà nghỉ dưỡng, giàu có hơn hoặc có thể đi du lịch. Bước 2. Hãy cam kết luôn luôn theo đuổi mục tiêu của bạn. Hãy xác định chính xác bạn sẵn sàng trả giá thế nào để có được tài sản bạn mong muốn. Cái gì cũng có giá của nó, phải vậy không? Bước hành động. Như ông Hill nhấn mạnh, mong ước sẽ không mang lại sự giàu có. Bạn phải cam kết đạt được sự giàu có. Việc này cần đến mục tiêu chính xác, sự hy sinh, nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên định trước những lần thất bại. Thomas Edison mơ ước làm được chiếc đèn có thể hoạt động bằng điện. Và bất chấp hơn 10.000 lần thất bại,
ông vẫn giữ ước mơ này cho đến khi ông biến nó thành sự thật. Những kẻ mơ mộng thực tế không bao giờ bỏ cuộc. Hiểu kết luận. Bước 3. Định ra thời điểm bạn sẽ đạt được mục tiêu. Hãy xác định ngày tháng cụ thể bạn sẽ có được số tiền mong muốn. Bước hành động. Hãy vạch ra hạn chót về sự giàu có của bạn và mục tiêu tiền bạc. Hãy thực tế khi đưa ra khung thời gian để đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng đồng thời hãy nghĩ lớn và đừng sợ phải thử thách bản thân. Triệu phú tự thân T. Harv Eker khuyên. Bước 4. Lập kế hoạch cụ thể và hành động. Hãy lập ra kế hoạch cụ thể để thực hiện ước muốn của bạn và bắt đầu hành động ngay lập tức dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Để biến kế hoạch thành hành động. Bước hành động. Bạn có biết giá trị dòng của bạn? Bạn có biết tài sản của bạn, trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ và chi phí của bạn là gì? Còn về những khoản đầu tư của bạn thì sao? Hay bạn nợ tiền ai? Cuối cùng, hãy bắt đầu hành động ngay lập tức để đạt được mục tiêu đề ra. Trong vòng 48 giờ, nhà tư vấn tài chính David Bach viết trong cuốn Những cặp đôi thông thái sẽ trở nên giàu có, Smart Couples Finish Rich. Bằng việc hành động ngay lập tức, mục tiêu của tôi trở nên thực tế hơn, do vậy cũng làm tôi phấn khích hơn. Bước 5. Hãy viết mọi thứ ra một cuốn sổ tay. Hãy viết rõ ràng số lượng tiền bạn muốn có, thời hạn phải có, những gì bạn sẵn sàng hy sinh để có được khoản tiền đó và mô tả tỉ mỉ kế hoạch kiếm tiền. Bước hành động. Hãy viết ra mục đích và kế hoạch tài chính của bạn vào một cuốn sổ tay. Nếu bạn không phải là mẫu người thích viết lách, bạn có thể đánh máy và in chúng ra. Hãy đặt bản kế hoạch này ở chỗ dễ tiếp cận, nơi bạn có thể nhìn thấy và nhớ đến chúng mỗi ngày. Bước 6. Hãy luôn nhắc nhở mình đạt được mục tiêu. Hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc to những ghi chép của bạn. Khi đọc, hãy hình dung, cảm nhận và tin rằng số tiền đó đã là của bạn. Bước hành động. Bạn phải nhắc đi nhắc lại thật to những gì bạn muốn và cách bạn đạt được chúng và rồi bạn sẽ luôn ghi nhớ đến mức ám ảnh mục đích của mình. Ví dụ nếu bạn đặt mục tiêu tiết kiệm 1 triệu đô để nghỉ hưu bằng cách dành dụm tiền mỗi tuần, bạn sẽ nhắc đi nhắc lại. Tôi sẽ để dành số tiền tuần này để có được 1 triệu đô khoản tiền tiết kiệm hưu trí vào ngày sinh nhật thứ 60 của mình. Càng nhiều lần trong ngày càng tốt. Nếu bạn định nhắc lại thông điệp này 2 lần một ngày thì hãy nói một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Và nó sẽ trở thành thói quen ăn sâu vào tâm trí bạn. Các bạn thân mến, nếu như bạn cố gắng cả ngàn lần mà vẫn chưa chạm tay được tới thành công, thì thứ mà bạn đang thiếu chính là mô thức tư duy đúng đắn. Có 3 mô thức tư duy sẽ giúp bạn chinh phục thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thứ nhất, mô thức tư duy vòng tròn hoàng kim. Thứ hai, mô thức tư duy bắt đầu bằng kết thúc. Thứ ba, hãy xem xét thời gian. Xin chúc các bạn sớm áp dụng thành công các mô thức này và đạt được mục tiêu mình mong ước nhé. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.